Mình bún bánh pizza làm bằng đậu hũ. Xin mời các bạn theo dõi nha. Đậu hũ đầu tiên bóp nhuyễn ra. Để chút tiêu, chút hạt nêm, nấm hương, củ đỏ, cà rốt, hành phi, tỏi. Trộn đều lên, để vô chảo, áp chảo. Xong, cà chua để lên. Để nướng lửa nhỏ. Chọn lửa nhiệt độ khoảng 20 độ C. Thì để trong vòng khoảng 40 phút tới 60 phút. Đậu hũ mình áp chảo, mình làm cho ông xã mình ăn. Ông xã rất là thích cái món đậu hũ áp chảo này, nó giống như là pizza vậy đó các bạn. Không có để dầu đi gì hết ở trong đậu hũ. Khi đậu hũ tươi mình bóp cho nó nhuyễn ra, rồi mình để củ đỏ, mình nêm nếm hạt tiêu, hạt nêm. Wow, rất là hấp dẫn. Rồi mình cắt ra từng miếng dừa mình ăn. Này là món đậu hũ mình chế biến đó, giống như là người ta nướng pizza vậy đó, nhưng mà nó là đậu hũ. Nhiều dinh dưỡng lắm. Cà chua, rau, củ quả. Xin mời thưởng thức.